Ricoh. Theta. Camera. 360 degrees. Let's see. I'll pull it up a little bit more. Okay, so this way, good. Okay, Theta. Okay, Theta. Okay. Okay, now open box. Okay, hôm nay bà xã mua cái máy quay 360 độ để các bạn thì mình sẽ posting YouTube cho các bạn coi. Okay. Đây. Theta SC, right? Yes. Okay, what the inside? Put the dial in back to the box. Okay. They have it now. They have it. Soft case. Look like I can put my glasses in there. Okay. Okay. Yeah. Okay. What else? USB. Yes, good enough. Đó, các bạn là USB connect rồi mà. Đó, không còn cái gì nữa. Oh, empty box. Rồi. Đây, cảm ơn các bạn.